Thủ tướng Hungary Viktor Ban tuyên bố ủng hộ người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte trở thành tổng thư ký tiếp theo của NATO, dù trước đó phản đối. Sự ủng hộ của Thủ tướng Hungary đã loại bỏ một rào cản lớn để ông Rutte lên nắm quyền lãnh đạo Liên minh xuyên Đại Tây Dương. Hiện tại chỉ có Tổng thống Romani Klaus Johannes là ứng cử viên duy nhất còn lại ngoại trừ Romania tất cả 31 quốc gia NATO khác đều sẵn sàng ủng hộ Thủ tướng Rut tuy nhiên theo quy định để trở thành lãnh đạo liên minh một ứng viên cần nhận được đồng thuận từ tất cả các đồng minh Thủ tướng Orbán cho hay ông đã bật đèn xanh sau khi nhận được đảm bảo từ người đồng cấp Hà Lan rằng ông sẽ tuân thủ thỏa thuận mà lãnh đạo Hungary đã đồng ý với Tổng thư ký NATO hiện tại Jens Stoltenberg vào tuần trước về kế hoạch của khối nhằm điều phối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine